bốn dắt gầm lên: chồng mày đâu, đồng đối của mày đâu? Chi trả lời: tôi không biết. Thằng chí Quy hất khẩu ra lệnh bắn. Khoan, hãy chờ tôi nhi lan. Rồi chị Gương đứng lên giành lại đứa con trong tay, giặt nước mắt trào tuôn chỉ thầm gọi con ơi. Khỏi vòng tay mẹ, chỉ không kịp gọi tiếng con ơi khi lọt đạn xác nhân xuyên qua bầu sữa nóng của người mẹ anh hùng. Tiếng khóc trẻ thơ tìm đông rung rẩy tìm con trong đôi tay bất lực, máu tuôn trào nhuộm đỏ đất quê hương. Đêm tháng tư trăng sao như dấu mặt để rộng một khoảng trời ôm lấy giọt sữa và tấm lòng chỉ gửi lại cho quê hương sau chuyến đi xa chỉ trở thành. Bọn sát nhân hèn nhát không dám nhìn thẳng vào mắt chị, nổ súng sau lưng rồi vội vã rút lui. Vĩnh Hưng ơi, xứ sở này sâu thẳm quá, lũ giặc làm sao hiểu được lòng người.
sửa cho con, dành sự sống cho đời. Súng gươm không cài được nữa lời khai báo, mà chỉ có tiếng ru hồi chỉ dành để ru con. Con ơi con ngủ cho ngoan, mai sau khôn lớn nước non được con ơi. Chuông thấy lời nguyện của chị, trong giấc ngủ ngàn đời chỉ thấy được ngày mai. Qua cỏ bay ai trồng bên mộ chị, màu tim rưng rưng gợi nhớ tha. Vĩnh Hưng ơi đất anh hùng, mỗi bận tối qua có bóng dáng và dấu chân của chị. Dấu chân xưa vẫn còn in sâu trong đất, đất kiên cường dấu chân ấy vẫn trổ qua. Chị ơi tôi đang viết về chị một bài ca, đã làm nhòa trang giấy. Tôi nghe đâu đây như có dòng sữa ấy chảy giữa quê hương, làm cao rộng những công trình. Mỗi chuyến công đổi biết bao nhiêu xương máu, chỉ có giọt sữa cuối cùng chỉ gửi lại cho con. Đêm dính thân đua trở mình ngắm sữa, gạo cho đời thêm giọt sữa cho con. Dạ, xin cảm ơn rất nhiều.